Xin chào các bạn đến với kênh Ba Hí TV của mình nha. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một cái loại cây hiện tại nó đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội nha các bạn. Đó là cây sigo nha các bạn. Xin mời các bạn cùng đến xem nha. Đây, cây sigo nha các bạn. Quá trời trái luôn các bạn thấy không? Rất là nhiều trái. Cây chín đỏ chưa? Cây này là cây thân gỗ nha các bạn. Trên thân thì có gai, lá thì hơi nhỏ, nó túa ra từng chùm rất là đẹp nha các bạn. Nguyên một cái cây thì rất là nhiều trái luôn. Đây là một nhánh này các bạn thấy không, như một nhánh trái cỡ này nè. Đây kiếm trái chín thì chỉ cho, trái chín thì giống như trái nho đỏ đỏ hồng hồng, rất là nhiều trái luôn này các bạn thấy không. Trái thì nó nhìn căng tròn mọng nước, rất là đẹp luôn, cái màu rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây là tổng thể cái cây này, mình quay xa cho các bạn xem. Đây, ở trên mạng thì nói cái cây này là 7 tỷ không bán nha các bạn, còn mình ở đây là ai xuống mua mình 1 tỷ mình để lại luôn cho nha. Quá trời trái luôn nha các bạn. Cây này thì nó có vị là hơi chua, nó có vị hơi chua nha các bạn. Cái màu nó màu đỏ như vậy nhưng mà nó là trái còn sống đó nha các bạn. Màu của nó tuy là màu đỏ nhưng mà nó sống. Trái của nó chín là như vậy nè. Đây nè các bạn thấy không? Trái của nó chín là nó ngã sang cái màu hơi tím tím nè. Đây nguyên cái chùm nè. Quá trời. Nhìn là cái màu là thấy thèm luôn nha các bạn. Là muốn ăn liền luôn vậy đó. Nhưng mà ăn vô thì nó rất là chua nha. Hiện tại thì cây này ở dưới đây thì mình bán khoảng 1 tỷ nha các bạn. Nếu bạn nào mà có nhu cầu thì xuống đây mình sẽ để lại cho các bạn nha. Còn trên mạng mà nói là 7 tỷ rồi là cái đó là hét giá quá trời cao rồi. Ở Cần Thơ kêu cây 10 tỷ. Ừ. Còn có chỗ kêu 10 tỷ nữa các bạn. Anh thử không, quay cho anh thử chưa? Chua lắm. Chua không đến đổi, nó không có chua như chanh đâu. Thôi bây giờ mình ăn thử một trái cho các bạn xem nha. Bẻ ăn luôn. Trái nào ăn cho đẹp. À, trái chín đó. Trái chín này các bạn. Ừ. Là trái chín nè. Trái chín này nó tím tím, nó có mủ nè. Sao đâu. Nó chua. Nó có hạt nữa các bạn, hạt nhỏ nhỏ nè. Trái nó có 4 hạt. Quá trời chua luôn. Mà mình nghĩ cây sigo này chắc người ta dùng để người ta làm màu sigo hoặc là nước sigo để uống đó các bạn. Tính ra ăn lúc đầu chua nhưng mà ăn hồi nó cũng ngon chứ đâu có đến nổi. Nguyên cây này quá trời trái luôn, quá đẹp nữa chứ. Cái sigo này trái rất là đẹp nha các bạn. Quá trời trái luôn. Mấy bạn thấy cái trái nó màu hồng gì chứ là cái trái nó còn sống nha. Trái nó chính là nó màu tím nha các bạn. Tím ghiệm luôn á. Này là trái còn sống á. Còn sống mà nó màu hồng rất là đẹp vậy đó. Các bạn thấy không? Cây này quá trời trái luôn mà. Nè. Nguyên nhánh luôn rồi các bạn. Trái quá trời trái luôn. Cái cây sigo này á, trái còn sống này ăn rất là chua nha các bạn. Mà cái trái chín á là nó màu tím, người ta dùng để người ta dầm nước đá. Người ta quậy chung với nước đá người ta uống nha các bạn. Quá trời trái luôn. Mà cái cây này người ta nói 7 tỷ thì kêu hơi cao nha các bạn. Hiện tại cái cây này mình kêu giá 1 tỷ nha. Nếu mà các bạn nào mà có nhu cầu thì đến mình. Mình sẽ để cho các bạn 1 tỷ một cây này nha các bạn. Cây này nó bự lắm. 1 tỷ nha. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình trực tiếp với mình ha.
1 tỷ một cây thôi, không cần phải mà 7 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ như trên mạng người ta nói đâu nghe các bạn. Cái đó là giá quá cao rồi. Mình chỉ 1 tỷ thôi là được rồi nha các bạn. 1 tỷ là sẵn sàng để lại cho các bạn cây này, một cây là rất là nhiều trái luôn các bạn. Đẹp đàng hoàng luôn. Cây rất đẹp, trái rất là đẹp luôn. Mà có giá trị kinh tế nữa nha các bạn. Cây này thì người ta dùng làm sigo đó các bạn. Với dầm nước đá để uống á, nó chua lắm. Dầm nước đá mình bỏ sữa, bỏ đường vô thì rất là ngon nha. Mày quay để cho tù uống hay không? Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn mà có yêu thích kênh của mình mà muốn liên hệ mua cây này thì liên hệ trực tiếp với mình nha. Mình sẽ để lại cái giá là cho các bạn là 1 tỷ nha các bạn. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.